Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình Airdrop ăn chia tổng phần thưởng là 1.000 USDT top cần Bana các bạn. Thì chương trình Airdrop này nó chỉ random cho 100 winner may mắn các bạn. Thì mỗi winner sẽ nhận được 10 đô. Thì để tham gia giám này các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video mình. Các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nhé. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter nữa nè. Rồi xin tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nghe ta các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn vào đây các bạn like nè. Các bạn trích dẫn với bài viết của dự án nha các bạn. Các bạn đang 3 hoặc 5 người bạn của mình vào đi. Các bạn gõ cộng hoặc tên hiện những người bạn của tất cả các bạn nè. Rồi các bạn chờ xíu các bạn. Sau khi tờ quiz xong thì tiếp theo thì các bạn join vào kênh Telegram đó các bạn. Rồi trên kênh Telegram đó các bạn join vào các bạn. Rồi sau khi các bạn xôn xao xong thì các bạn bắt đắp lên rồi. Kèo này thấy hơi khó ăn các bạn. Nhưng biết đâu mình là người may mắn sao các bạn. Rồi các bạn xôn xao Discord Bri mà. Rồi trên Discord thì các bạn tham gia. Rồi trên Discord thì các bạn chấp nhận là mời các bạn. Chủ yếu kênh của mình là tìm những kèo uy tín thôi các bạn. Còn phân phối thì hành xui. Rồi trên Discord thì các bạn chấp nhận là mời, sau đó thì các bạn bấm vào một có vẻ DeFi không ta, welcome. Rồi các bạn bấm vào một welcome các bạn. Thôi các bạn chọn Việt Nam đi các bạn. Rồi mình chat một câu các bạn. Good Airdrop. Minimum getting. Rồi sau đó thì các bạn copy cái username Discord của mình vào các bạn. Để mình copy các bạn chạy xíu các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lại đây các bạn. Các bạn nhấp vào link phong các bạn. Để mình khai báo link phong nha các bạn. Rồi ôi nó không có kêu mình khai báo cái UID của UID của Discord nên mình khỏi cần copy Discord nha các bạn. Rồi thì dòng đầu tiên thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn. What you Telegram user ID. Rồi thì các bạn mở cái Telegram của tất cả các bạn ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào anh cùng nè. Các bạn vào setting nè các bạn. Các bạn copy cái mục ID này nè các bạn. Các bạn dán vào đây. What's your Solana. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với Solana các bạn. Các bạn gõ chữ Solana.io. Trên dưới Solana thì bạn nhập OK. Các bạn đăng nhập vào thôi các bạn. Các bạn bấm vào unlock. Rồi các bạn nhấp vào một son, các bạn bấm reset, các bạn copy địa chỉ dí mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lại cái link phong của nãy nè các bạn. Đâu mất tiêu rồi ta. Rồi các bạn dán cái link cái địa chỉ dí Solana của mình vào đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn submit link request thì các bạn mở tại Twitter của tất cả các bạn ra nè các bạn. Không nhiều điểm. Rồi các bạn nhấp vào avatar của mình đi bạn, nhấp vào hồ sơ nè các bạn. Đâu rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tới quýt nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi vào link phong nè các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gửi là xong nha các bạn. Trên Discord các bạn bỏ nhiệm vụ đó cũng được nè các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.